Bo uống trà sữa không? Ngon cực, tớ pha cho cậu thử nhé. Ôi, thích thế. Sữa này phải pha bằng nước thật nóng. Mùi gì thơm thế? Vị trà xanh đấy. Đây rồi cái pin. Nóng quá. Cậu định làm gì thế? Tớ lấy đá chườm cho đỡ nóng. Ôi, cậu đừng làm thế. Khi bị bỏng nhẹ do nước nóng, cậu phải làm dịu vết thương bằng cách để tay dưới vòi nước chảy nhẹ hoặc ngâm tay vào chậu nước lạnh khoảng 15-20 phút. Sao tớ nghe nói cứ bôi kem đánh răng lên vết bỏng là khỏi? Không, cậu nhớ đừng cho đá viên hoặc bôi nước mắm, kem đánh răng, thuốc mỡ lên vết thương bỏng nhé. Có khi còn làm vết thương nặng hơn đấy. Ôi sao cậu giỏi thế, tay tớ đỡ rát rồi. Hi hi, lớp tớ được cô giáo hướng dẫn đấy. Tay cậu bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu. Nhưng nếu bị bỏng nặng hơn, trên da nổi bong bóng nước, cậu phải nói ngay với người lớn để con đi khám nhé.